KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với phần 4 của chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và thưa quý vị, một lần nữa, trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát tọa lạc trên lầu 2 Thương Xá Phước Lộc Thọ. Từ cửa trước Thương Xá Phước Lộc Thọ đi vào đến sân khấu chính, lên cầu thang chỗ booth security, chỗ sân khấu chính, thì đi về phía sau thì trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát nằm bên tay phải, rất là dễ tìm. Số điện thoại đó là 714-305-8089. Và tiếp tục đó là mặt hàng số 31 trong chương trình ngày hôm nay, có hai viên xoàn 5 ly nước G Color IF, giá on sale đó là 1.500 đồng một viên, hai viên là 3.000 đồng. Dạ quý vị, đây là món số 31, là có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 5 ly. Color, G color, G gà, nước F và từ nước G đó quý vị. IF nữa thì còn gì bằng, cộng với ba cái excellent. Forexion của viên này là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 1.500 đô cho một viên, nhân 2 là 3.000. Nếu quý vị muốn lấy một viên cũng được, mà muốn lấy hai viên cũng được quý vị nhé. Và món số 32 có hai viên xoàn 5 ly 4 nước E-Color VVS1 3 Excellent. Giá on sale một viên là 2.800, hai viên là 5.600. Dạ quý vị, đây là món số 32, là có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 5 ly 4 chính nút quý vị. Nước E color là E là elephant chứ không phải ai nha quý vị. VVS1 là hai viên sạch đẹp cộng với ba cái excellent. Cái fluorescent của hai cái viên này là nên, quan trọng là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá on sale tuần này chỉ có 2.800 đô một viên, nhân 2 là 5.600, chỉ có hai viên thôi quý vị. Và món số 33 có một viên xoàn 6 ly nước G Color VVS 1, giá on sale là 4.000 đồng thưa quý vị. Dạ quý vị, đây là món số 30, là có một cái viên xoàn là 6 ly nước G đó quý vị. VVS1 cái fluorescent là nên, có cả cộng thêm ba cái excellent. Có cả 8 trái tim và 8 mũi tên, coi như là mắm muối nó đầy đủ đó quý vị, sạch đẹp tuyệt vời. Và viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 4.400 đô. On sale tuần này chỉ có 4.000 đô thôi quý vị, mà được 6 ly nước chi gà thì quá tuyệt vời quý vị ơi. Và món số 34 có hai viên xoàn 6 ly 1 VVS 1 IF. Hai viên này có giấy giám định quốc tế. Giá on sale là 2.850 đồng một viên, nhân hai viên là 5.700 đồng. Dạ quý vị, đây là món số 34, có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 6 ly 1 VVS1 mà cộng với ba cái excellent, cái fluorescent là nên. Mà cái hai cái viên này, một viên là VVS1 cộng với một viên là IF, mà cái fluorescent của hai viên này đều là nên. Hai viên này đều có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá on sale tuần này là 2.850 đô một viên, nhân 2 là 5.700 đô đó quý vị. Và món số 35 có một viên xoàn 5 ly 79 VVS 1 3 Excellent. Giá on sale là 2.100 đồng. Dạ quý vị, đây là món số 35, là có một cái viên xoàn là 5 ly 9 VVS1 mà cộng với ba cái excellent, cái fluorescent là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên.
Hai cái viên này thì có giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.600, on sale tuần này là 2.100 đô quý vị. Và món số 36 có hai viên xoàn 5 ly 4 nước ép color VVS One Tree Excellent. Hai viên này đều có giấy giám định quốc tế, giá on sale là 2.700 đồng một viên, nhân hai viên là 5.400 đồng. Dạ quý vị, đây là món số 36, có hai cái viên xoàn mà mỗi viên là 5 ly 4 nước ép color, mà là VVS One cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent là nâng, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá on sale tuần này là 2.700 đô một viên, nhân 2 là 5.400 đó quý vị. Và món số 37 có một viên xoàn một carat 12 nước Hatch Henry Color IF3 Excellent, giá on sale là 7.000 thưa quý vị. Dạ, và quý vị, đây là món số 37, là có một cái viên xoàn là một carat 12 nước Hex Color, nước H đó quý vị, mà được IF cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent của cái viên này là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 7.700 đô, on sale tuần này chỉ có 7.000 đô thôi quý vị. Và món số 38 có một viên xoàn một carat 36 nước Jigger Color VVS One Tree Excellent. Viên này có giấy giám định quốc tế GIA, giá on sale là 11.200 đô. Dạ quý vị, đây là món số 38, là có một cái viên xoàn là một carat 36 nước G là Jigger đó quý vị. VVS One là hai vi sạch đẹp cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent là nâng, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Đường kính của viên này được 7 ly đó quý vị. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 13.500 đô. On sale tuần này chỉ có 11.200 đô thôi quý vị. Và món số 39 có một viên xoàn một carat 17 nước H. Henry Color IF3 Excellent, giá on sale là 7.500 đô. Dạ quý vị, đây là món số 39, là có một cái viên xoàn là một carat 17 nước Hex Color mà được IF nữa cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent là nâng, viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 9.000 đô, on sale tuần này chỉ có 7.500 đô thôi quý vị. Và món số 40 có một viên xoàn một carat 82 nước Hatch Henry Color IF3 Excellent, giá on sale là 17.500 đô. Dạ quý vị, đây là món số 40, có một cái viên xoàn là một carat 82 nước Hex Color mà được IF được quý vị, thì còn gì bằng cộng với 3 cái Excellent fluorescent là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Đường kính của viên này là 7 ly 7 đó quý vị. Giá thị trường là 21.000 đô, on sale tuần này chỉ có 17.500 đô. Tại vì nếu quý vị mua 2 carat chút xíu nữa, nó chạy ra là 300, là hơn 20 mấy ngàn đô đó quý vị. Thành ra cái viên xoàn này là vẫn quá rẻ, là 1 carat 82 nước Hex Color IF thì quá tuyệt vời, chỉ có 17.500 đô thôi quý vị. Và quý vị thấy đó là 40 mặt hàng nữ trang và hộp xoàn được on sale đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Vì chương trình này thưa vị, ngoài việc chiếu trên đài Leader Sài Gòn TV mỗi tuần thì còn được post lên YouTube. Vì có thể vào YouTube và search vào là trung tâm hộp xoàn KMP Đại Phát 092818. Có nghĩa là tháng 9 ngày 28/2018, và vì có thể xem lại toàn bộ 4 cái phần trong cái show của ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái câu hỏi muốn hỏi chị Bích là nếu mà bỏ lên YouTube thì nhiều khách hàng ở xa, ở tiểu bang họ có thể xem được. Bây giờ họ muốn mua thì họ gọi vô dễ dàng, nhưng mà làm sao để mình gửi đến cho họ thưa chị? Rồi nếu mà gửi đến, nếu mà họ có những cái điều mà họ không có hài lòng, không có thích, có thể đổi dễ dàng hay là không? Rất là dễ dàng anh Phẩm Khanh. Yeah. Là cái policy của Bích, Bích phải nói cho quý vị biết là những cái món hàng mà Bích gửi qua cho tiểu bang thì tiểu bang không thích nữa, là ô mắc lên, nhỏ quá, lớn quá, không đẹp. Đó. Gửi trả lại cho Bích right away thì Bích
chỉ trừ có 20 đô thôi quý anh Phạm Khanh. Shipping. Là shipping thôi. Ừ. Có nhưng đứng tính giá shipping em gửi đi là mỗi món là 30 mấy đồng, nếu mà em mua insurance cao hơn, mỗi món em gửi đi là cả 80-90 đồng. Ừ. Nhưng mà em vẫn lấy khách hàng có 20 đồng cho chẳng lẽ mình tính cái gì cũng tính kỹ, kệ nó đi, mình lỗ, buôn bán là phải có lỗ mà cũng phải có lời. Ừ. Chứ mà nói lời hết thì không đúng, vẫn phải có lỗ cũng phải có lời. Nhưng mà lỗ bích vẫn happy, nhưng mà khách hàng rất là nice, gửi về còn kèm thêm một tờ check 10 ngàn nữa. À. Chị Bích ơi, xài trước đi, em coi cái nào em thích thì em mua. Wow. Dễ thương như vậy, vậy luôn. Đó thì tại sao mà không dễ dàng với khách hàng cho được. Thật sự ra mà nói, tạo cái mối quan hệ với khách hàng rất là quan trọng đúng không? Lấy được niềm tin của khách hàng rất là quan trọng trong cái chuyện mà mua bán hộp xoàn này. Cái mặt hàng này là một cái hàng đặc biệt, ai cũng thích, nhưng mà không phải là ai cũng biết. Thành thử ra là cái chuyện mà mình mua vàng hộp xoàn này đó, phần lớn dựa vào cái niềm tin đối với người chủ của cái trung tâm hộp xoàn thôi. Và trung tâm hộp xoàn Camping Đà Phát là một nơi phải nói là rất là tin tưởng. Suốt 3 năm qua chúng tôi quảng cáo trên Little Sài Gòn TV không có hề nghe một cái tiếng complaint phàn nàn gì hết tất cả. Mà mọi người còn có thêm kiến thức về cái chuyện mà mua vàng hộp xoàn nữa, phải không ạ? Đi slow hết tất cả, giá cả bao nhiêu, giá gốc là bao nhiêu, cái này có giấy giám định quốc tế hay là không, mua đi bán lại là lỗ bao nhiêu, ở tiểu bang xa shipping thế nào. Và tất nhiên là còn nhiều chi tiết khác nữa, sẽ bị gọi cho trung tâm hộp xoàn KP Đà Phát 714-305-8089. Chương trình Talk Show giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KP Đà Phát đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.